Mình là Mết Bình Dương, xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của mình là Mết Bình Dương nha. Đúng rồi, dạ Long mình đó, không cho mình lao luôn đó. Chuẩn bị tới giờ lao mậu nữa nè con. Chuẩn bị tới giờ lao mậu nữa là la phụ cái đi. Hung đâm cái đi. Đi lên đây phải đợi hung cái mới được à. Đó. Rồi năm cái thôi. Ôi anh Minh ơi. Trời chứng mưa nữa rồi anh Minh ơi. Chứng mưa hả? Đen hôi nữa rồi. Đen hôi lôi luôn rồi, quý gì ơi. Không ơi. Trời ơi. Đó, lên lần nào cũng đồ hung ông năm gì quý vị. Ơi. Không coi không. Dạ, hung cái nữa coi. Hung cái nữa coi. Ôm hung coi. Hung hơi ngoài hình luôn. Hung mặt luôn. Trời ơi. Gọi đi ra đó lại đó 6 5 cái đi. Đi lên đây nè. 6 5 cái. Rồi 6 5 nè. Trời ơi. Rồi đứng đây 6 5 đi. Dành lao. Rồi sai. Ôi, lên ngoài không? Sát hai cái nữa. Sát cái nữa. Sát cái nữa. Để tay lưng cao lên trán rồi sát xuống. Ừ. Giỏi quá giỏi. Ừ. Quá giỏi. Rồi. Gây chưa, gây chưa. Bé mèo có 6 5 không? Trời ơi. Bé mèo nó bị vượt mặt. Bác biểu con nghĩ coi con gái. Ủa chị Tư hoa này, hoa gì chị Tư? 2 tuổi hả? Hoa gì vậy không? Được, rồi. Mình, cái chị Tư hãy sống gấp đôi mình mà chỉ chị chưa biết lấy gì mình biết. Ủa chị Tư hai cái đèn sao rồi? Chị dội nước rồi không sao, rồi để thử mưa. Thì 2 giờ mình lấy mưa tươi mình xịt. Mới làm trễ chứ thôi là đầu giờ lắm tiêu rồi. Lâu lâu thì anh cũng nấu đồ lên mấy anh cúng ha. Nó cháy đường dây điện xói rồi chủ nhà anh đem đồ mặn á thì anh đem lên cho mấy anh em ăn. Mình biết mình làm mẹ nó đợi chủ nhà xuống làm gì. Ờ còn học anh mua gì nữa nè. Cái gì anh giàu. Giàu anh mua gì vậy? Giờ đi giàu ekip đây. Trời ơi. Xuống rồi xử luôn rồi. Xử hết quý cô chú anh chị ơi. Anh giàu mua nước gì quá trời quá đó. Ừ, chị 20 á. Đó. Rồi đi vô. Rồi đi vô trong đi. Chị Tư ơi. Chị Tư. Chị Tư đây. Chị Tư chừng này. Mà làm hết Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hiện tại thì như các cô chú anh chị thấy. À, mưa luôn rồi, mưa luôn rồi. Bỏ kinh vô giùm trước đó. Chưa. Mới có những cái hạt mưa đầu tiên à. Em mang vô đi chị Tư. Để em bỏ cái kinh vô trước tính. Rồi mưa luôn rồi, mưa luôn rồi. Coi mình vô trong mình lấy dù đi cô. Cái dù này sao à? Đây cái dù dạ.
Nãy giờ chị Tư chỉ ao ước được mưa á. Trời ơi. Thì hôm nay bữa làm bếp với chị Tư đang nghiên cứu về cái đèn này, thử coi nó có bị tắt đi mưa lớn không. Tắt mà không, cái này đèn ấy đó anh, đèn dầu. Nước mưa nó sẽ tràn vô cái đây chứ không. Em thấy nước mưa nó sẽ tràn chỗ đây nè, nó tràn chỗ kia đi chứ sao tắt được. Không, đèn dầu mà anh, đâu phải đèn cậy đâu. Nhưng mà nước dưới nó, nước mưa nó bắn tràn vô bên trong nè, nước mưa chảy ở đây nè, thấy chưa, tràn vô. Sợ là nó vô cái chụp thôi. Thôi để test đi, để test thử nha. Đúng rồi. Còn đây bây giờ là đang test đúng không? Okay. Hy vọng là còn tắt luôn không chồng? Đúng rồi. Hả, hạ dầu xuống chưa ta? Có vậy được rồi, nó cũng hạ rồi mà, cũng ngùng rồi đó. Thôi bây giờ chắc là vô lấy một cái ghế bà xã ơi. Đứng ở đây đi, đứng ở đây mọi người đứng góc đi. Hạ cái dù xuống rồi đó. Hạ dù rồi đó anh. Chị Tư ơi, mưa rồi đó chị. Mưa này một tí xíu nó mới mưa lớn nha, mới giờ là mưa những hộp đầu tiên thôi. Thật ra là một lát mưa chắc là rất là lớn á. Đó, đó, tới nữa rồi. Chị Tư có mưa chưa? Đó, trời giông gió rất là lớn. Thôi gãi chạy kìa. Mới nghe cái rách đó. Cây ngay cái lều á. Trời không ai gọi. Trời ơi, trời đen hui luôn á. Cái chiếc xe nào mà nó có cây càng lớn quá ha. Vậy hả? Kiểu này là giông gió nè, giông gió nhiều hơn mưa. Anh đi né cái cây đó ra nha. Cái nào? Cái ông nó gãy trên đồng lắm, thấy chưa? Đâu? Ờ, không phải cây đó đâu, cái đó cây khô rồi. Nãy là anh nghe một cái nhánh tư nó gãy á. Ở gãy kìa. Đó, cái nhánh đó gãy đó.
gãy rồi. Không phải đâu anh ơi, cái đó là cái máu của nó đó. Nó cây nó gãy chảy máu kìa anh. Mà anh yêu anh hay ha, anh canh mà chuẩn bị mưa là anh chạy lên nè. Chị. Dạ. Ôi cũng chưa. Đúng là khán giả yêu quý cậu Năm với cô Thanh Huệ nè. Nhớ lấy lại lát ai cho mượn cái dù nè, lát nhớ lấy lại. Thôi sao dù có cậu Năm á, vô tư. Thiệt luôn hả? À thiệt dạ. Luôn mà, dù cậu Năm mà. Dù chung mẫu cô Năm là của cô Năm. Cô chung hết luôn đó. Dạ. Mình xài xong cái mình treo kia. Dạ đúng rồi. Mình cứ gỡ lại trong đó là được. Lát anh hai chị hai cây. Đi trả cho nó giỏi. Dạ. Thôi để tay cái chị. Ngại quá. Còn hai chị chỉ thiên quá ha. Anh trai kia anh bảo mưa luôn rồi kìa. Ủa ốc tiêu hả? Anh trai nữa. Kêu sai ta, ta vô người ta căng nhăn rồi đó. Kêu sai ta vô ta căng nhăn rồi. Hãy chào anh trai nha. Anh trai ơi, taxi nhanh anh trai ơi. Taxi nhanh anh trai ơi. Trời hư. Không chịu đâu. Đúng là bà hốc tiêu luôn á. Trời ơi coi gió kìa. Mai gặp nha. Mai qua hả? Gió quá trời gió rồi bà xã ơi. Gió giờ làm sao chồng? Thì mình đứng đó chứ sao trời. Không lẽ mình cản gió được. Bà coi nè. Đó bà coi cô bác coi. À gió thổi cành trúc la đà. Rồi sao đó bà xã? Gì anh? Gió thổi cành trúc la đà. Này là anh làm hơ hay là hơ ta? Thổi qua thổi lại lấy đà hỏi tiếp. Gió thổi cành trúc la đà, thổi qua thổi lại lấy đà hỏi tiếp. Cái bèn nhỏ nhiên là đúng rồi. Gãy luôn rồi. Gió thổi cành su la đà. Thổi qua thổi lại. Gió đưa cành su la đà. Cành su la đà. Ồ, vì tư mới làm hơn được nha. Gió đưa cành su la đà. Thổi qua thổi lại cành su gãy ngang. Cái gì mà làm thơ gì mà hơn hoàng mèo quá. Chứ vậy, trời thơ vậy ta mới gọi là nhà hơ bắt nát dĩ được. Nói là thơ cung cấp đây, thơ vậy ngất. Vậy bây giờ mình đặt là mình làm hơ lại nha. À, gió đưa cành cao su lung lay lúc lắc. Ủa mình làm hơ hay làm văn hả trời? À, bây giờ là trời chuẩn bị là ngưng mưa rồi. Chuyển sang bão. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.